đồng chí Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ hai của Việt Nam trúng tuyển làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc với vị trí trúng tuyển là sĩ quan tham mưu kế hoạch, phòng kế hoạch quân sự, văn phòng các vấn đề quân sự, cục hoạt động hòa bình. Điều này nói lên sự định hướng và chỉ đạo đúng đắn của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đồng thời khẳng định năng lực, uy tín và quyết tâm ngày càng cao của các sĩ quan Việt Nam. Cái việc trúng tuyển này nói lên ba điều. Cái thứ nhất là khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và đặc biệt là đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cái thứ hai là cái kết quả trúng tuyển của tôi ấy cũng là phản ánh cái việc mà Việt Nam đang đảm nhiệm rất là thành công cái vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và cái việc thứ ba nữa là các đội hình bệnh viện cấp 2, đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tại Nam Sudan cũng như là các sĩ quan của Việt Nam đang hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ Liên Hợp Quốc giao và được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Đức Hưởng chủ động tham mưu kịp thời, chính xác cho thủ trưởng các cấp về các điều chỉnh, định hướng chiến lược của Liên Hợp Quốc trong hoạt động gìn giữ hòa bình, tích cực xây dựng, củng cố, mở rộng mối quan hệ đối ngoại với các cơ quan, lãnh đạo Liên Hợp Quốc, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, làm tốt vai trò là sứ giả của Bộ Quốc phòng, giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh của người lính quân đội nhân dân Việt Nam.